Hello mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với nhà cũ. Mình thì vẫn là MC thân thiện Bảy Mình Bông. Ấm trần ca là một tính năng tuyệt vời của Genshin Impact, nhiều người còn hay gọi nó là gia viên. Đây là nơi mà các bạn hoàn toàn có thể trình diễn cái tài năng thiết kế của bản thân mình. Ngoài ra thì cũng là nơi mà các bạn có thể kiếm được một lượng lớn nguyên thạch nữa. Vậy thì so với lần đầu tiên ra mắt cho đến phiên bản hiện tại thì cái trick farm nguyên thạch trong ấm trần ca đấy, nó đã có những cái thay đổi như thế nào? Mời các bạn cùng đến với video, đó là cách farm nguyên thạch ấm trần ca nhanh, gọn, lẹ. Chúc các bạn buổi tối tốt lành nè, bây giờ thì mình cũng đi nhá. Số 1. Điều kiện. Có nhiều bạn mới chơi thì cũng chưa biết làm sao để có thể nhận được cái ấm trần ca. Thứ nhất này, các bạn sẽ phải đạt cái hạng mạo hiểm 28 này. Sau đó các bạn sẽ phải hoàn thành cái nhiệm vụ ma thần chương 1 màn 3 ngôi sao đang đến. Tiếp nữa thì là các bạn sẽ nhận được một cái nhiệm vụ thế giới có tên là ấm cẩm thạch. Sau khi mà hoàn thành cái nhiệm vụ này xong thì các bạn mới nhận được cái ấm trần ca. Các bạn sẽ vào trong cái giao diện đạo cụ nhỏ trong túi đồ của mình để sử dụng chiếc ấm này nhá. Số 2 là các tip, các trick trong ấm trần ca. Sau khi mà các bạn mở cái ấm trần ca rồi thì sẽ có rất nhiều thứ làm cho các bạn bối rối này. Để lựa chọn một phương hướng bắt đầu là cái điều khá là khó đối với những người mới. Hiện tại thì đang có khoảng 2 cách để các bạn có thể dễ dàng hơn trong việc kiếm 600 nguyên thạch của tiên ấm. Đầu tiên, sau khi mà các bạn vào được ấm trần ca thì chúng ta sẽ phải bình tĩnh đợi nhá. Các bạn sẽ ấn vào trong cái phần tiên ấm Tupi này. Thì nếu mà các bạn vẫn chưa làm xong thì sẽ có cái giao diện F1 để mình làm những cái nhiệm vụ mình nhận quà như trong cái F1 bên ngoài map của chúng ta vậy thôi. Thì các bạn để ý nhá, ấn vào phần cấp tín nhiệm này. Các bạn phải đợi đến khi cái ấm này này, các bạn ấn vào cái ấm này này. Đấy, thì nó sẽ cho chúng ta là tiền động tiên theo cái khoảng thời gian giờ nó sẽ cho đấy. Thì các bạn chú ý là mình phải đợi đến khi mình nhận được đúng 100 cái tiền động tiên. Đấy, đúng 100 tiền động tiên thì các bạn sẽ nhận được một cái bản vẽ có cái tên đó là bình phong gỗ thông. Bản vẽ nó như thế nào? Đây, bản vẽ nó như thế này này. Để tôi chỉ cho các bạn, nó trong cái phần đạo cụ trang trí nhỏ này. Đây này. Có cái bản vẽ như này các bạn. Thì các bạn nhận được cái bản vẽ này xong, các bạn học cái bản vẽ này, chỉ mỗi cái bản vẽ này thôi. Sau đó các bạn nhìn này, cái gỗ thông này này, nó cần nguyên liệu là gỗ thông này, vải này và cái thuốc nhuộm đỏ. Thì cái thuốc nhuộm mới phải các bạn lấy ở đâu? Cái thuốc nhuộm đầu tiên các bạn có thể đổi trong này ra này. Các bạn ấn ở cái phần thuốc nhuộm nhá, các bạn đổi cái thuốc nhuộm này ra bằng có rất là nhiều nguyên liệu, gồm có là quả lạc nhật này, cà rốt này hoặc là quả dâu đỏ. Đó, thì đây là cách để các bạn pha chế thuốc nhuộm nhá. Còn vải vóc thì các bạn có thể là dùng hoa nghi thường. Đó, thì là mình có thể chế được cái vải vóc, không thì bạn có thể mua ở trong cửa hàng. Thì sau khi bạn học được cái này xong này, 100 tiền động tiên nhá, không làm gì hết, chỉ đợi đúng 100 tiền động tiên để mình học, mình lấy cái bản vẽ mình học. Và sau khi các bạn đã học cái bản vẽ xong thì các bạn sẽ chỉ cần đi farm một loại gỗ là gỗ thông. Cái video dạy farm gỗ thông thì bảy tôi đã hướng dẫn ở trong kênh, các bạn thể lên kênh các bạn xem. Các bạn chỉ cần đi trong thành Mansat thôi. Thì đây chính là cái nguyên liệu mà các bạn sẽ để làm tiền đề để mình lên được cái tiên lực động tiên 20k. Đây tôi chỉ anh em cái tiên lực động tiên là cái gì nhá. Đây, các bạn ấn vào trong cái phần cấp tín nhiệm này. Anh em nhìn sẽ thấy là cái tiên lực động tiên này thì nó đâu đấy là 20k, anh em nhìn này. Khi mà cái tiên lực động tiên của chúng ta cần 20.000 ấy, thì trên 20.000 rồi thì cái số tiền động tiên nó cho chúng ta là cứ 30 tiền một giờ, đấy rất là lớn. Còn những cái bạn mà không có tiên lực động tiên thì nó đâu đấy khoảng có 4 tiền một giờ thôi, rất là ít nhá. Thì đây chính là cái cách mà chúng ta sẽ làm. Thì đầu tiên các bạn chỉ cần đi chế cái bình phong ấy thôi. Để làm gì? Đây tôi cho anh em xem. Tôi gọi là cái máy đào coi. Hồi xưa những người chơi hồi xưa thì người ta đều biết để gọi là máy đào coi. Còn bây giờ các bạn mới chơi thì có lẽ là tôi sẽ nói lại cái khái niệm này cho các bạn. Có hai cách thì cái cách đầu tiên nhá. Cái khái niệm máy đào coi ở đây như nào? Đây, anh em lên trên tầng nhá. Tôi dẫn các bạn lên trên tầng, các bạn nhìn được cái dàn đào coi của tôi là như nào. Đây là anh em nhìn chưa? Rất nhiều những cái gọi là cái bình phong được xếp tràn ở đây. Đấy, đây chính là máy đào coi. Bởi vì sao tôi dùng cái này? Bởi vì thứ nhất, cái này nó rất là dễ chế, nó chỉ cần đi farm gỗ thông ngay trong thành Manstack là xong. Thứ hai nữa, nó nhẹ, chúng ta có thể xếp một cái khu vực chúng ta xếp rất nhiều. Thứ hai, thứ ba nó là nó dễ xếp lại nhau, anh em nhìn này. Đấy, xếp rất thẳng hàng, thẳng cột các thứ. Thì đây chính là cái cách mà để các bạn có thể là lên cái 20 cái tiên lực động tiên nhanh nhất có thể. Thì anh em chỉ cần chế cái này thôi là xong rồi. Đấy, các bạn chỉ cần chế khoảng đâu đấy là tôi nhớ là khoảng 100 cái này là xong, là các bạn đủ lên 20k tiên lực động tiên rồi. Và sau khi lên 20k, cái này chế được có một vài lưu ý cho anh em nhá. Thì là các bạn chế cái này thì mỗi ngày các bạn có tiền động tiên các bạn để làm gì, đúng không? Chúng ta không tiêu đi thì cũng khổ, thì bây giờ chúng ta phải tiêu đi.
Thì các bạn tiêu cái này đấy, thì một ngày các bạn chế đâu đấy là được khoảng 20 à được khoảng 10 cái bình phong đấy. Một ngày chế được 10 cái bình phong. Đây là anh em nhìn nhá, cái phần động tiên bách bảo các bạn nhìn này, trong cái phần đồ trang trí có cái biển bình tiên tăng tốc này. Anh em mua cái này. Cái tiền các bạn dùng để mua cái đấy. Đấy, được chưa? Anh em cứ mua cái đấy đi. Thì thế là được rồi, chỉ cần mua mỗi cái đấy thôi. Còn tiền thừa các bạn hoàn toàn có thể là mua những cái bản vẽ. Đây này. Các bạn hoàn toàn có thể là mua những cái bản vẽ ở trong cái phần đồ trang trí à đồ bản vẽ đồ trang trí ấy. Có rất là nhiều cái thứ để mua. Thì các bạn hãy chú ý nhá, cái mua bản vẽ là anh em phải để ý là mình sẽ mua những cái bản vẽ nó thuộc cái bộ trong cái bộ trang trí nào đấy mình cứ mua, hoặc là những bản vẽ các bạn cái trick ở đây là các bạn chỉ cần mua những bản vẽ nó màu tím ấy. Các bạn chỉ mua những bản vẽ nó màu tím ấy thì là nó có lợi nhất. Đấy, anh em chỉ cần mua những bản đồ màu tím như này. Cứ mua cái đồ màu tím trước, còn những cái đồ màu xanh thì mình mua sau. Đó, đây là cái trick cho anh em để tiêu tiền. Nhớ nhá, ngày nào các bạn cũng phải mua cái bình tiên tăng tốc này nhá. Ngày nào cũng phải mua. Khi mà các bạn đang trong cái giai đoạn gọi là cày cái điểm tiên lực động tiên ấy, thì ngày nào các bạn cũng sẽ phải mua cái bình tăng tốc đấy và các bạn dùng luôn, ngày nào dùng hết ngày đấy cho đến khi mà cái tiên lực của các bạn ấy nó lên được đâu đấy là 20k. Ok, chúng ta sẽ đến với cách số 2. Cách số 2 thì nó là hiện tại chúng ta mới có thôi. Đầu tiên các bạn vẫn sẽ phải là làm cái trò gọi đào Bitcoin kia để mình lấy tiền đã, lên 20k tiên lực động tiên đã. Đó. Sau đó các bạn sẽ quay sang cái đảo Surumi này. Cái cách thứ hai nó yêu cầu khá là ngặt nghèo, cái việc là các bạn phải sang cái đảo Surumi này và các bạn sẽ phải nhặt hết tất cả những cái dương kỳ lạ. Bởi vì những cái dương kỳ lạ đều cho chúng ta những cái bản vẽ đấy. Và khi các bạn có cái bản vẽ trong tay mình học và mình và con Chuppie mình chế thì mình vẫn sẽ nhận được những cái điểm EXP. Và đây là cách mà các bạn có thể là nhặt những cái bản vẽ mà mình không hề mất tiền mình mua, nó lên level khá nhanh. Và cái đảo này thì tôi nghĩ là cái đảo mà miHoYo họ muốn búp cho tất cả những cái bạn đã sang cái đảo Surumi này lên cái level tiên ấm nhanh nhất có thể. Đấy, đây là cái cách mà miHoYo búp cho các bạn. Cách thứ hai thì nó cũng tôi ý tôi nói đây thì nó sẽ có cái lợi, đó là các bạn sẽ thừa khá là nhiều cái tiền động tiên. Mình để làm gì? Đây này, khi các bạn có quá nhiều tiền động tiên thì các bạn sẽ mua những cái sẽ tính nhá, các bạn sẽ tính nhá, các bạn sẽ mua tất cả những cái đồ tím tím này trước này. Đấy, anh em thấy trong này nó bán cái gì màu tím mình mua hết đi. Đấy, mình mua hết tất cả những gì màu tím đi. Thì chính những cái màu tím này nó sẽ cho chúng ta cái điểm SP cao nhất. Cộng với những cái bản vẽ mình kiếm free được ở đảo Surumi ấy, thì là mình sẽ lên, tôi nghĩ là đâu đấy các bạn sẽ mất thời gian cực kỳ ngắn để mình lên cái level của cái ấm trên ca level 10 để nhận 600 nguyên thạch. Và cái điểm các bạn cần lưu ý ở đây ấy, thì là cái nếu mà các bạn lười đi chặt gỗ thì những cái đảo ở bên Suru, những cái bản vẽ ở bên đảo Surumi ấy thì nó sẽ khá là khó để mình có thể là mình chế được. Vì vậy là nếu mà các bạn đã nhận những cái bản vẽ Surumi rồi thì hãy cố gắng đi chặt những cái cây gỗ ở bên Inazuma, như là cái gỗ Otoki ấy, là cái gỗ mà chúng ta sẽ tiêu thụ nhiều nhất, chính là gỗ Otoki nhá. Bây giờ thì tiếp tục là đến cái phần nguyên thạch, thì ngoài cái 600 nguyên thạch ra chúng ta còn những gì? Chúng ta còn rất nhiều nguyên thạch khác, và cái trick để các bạn farm nguyên thạch đấy nó cũng khá là đơn giản thôi. Đầu tiên là các bạn sẽ ấn vào cái phần F7 nhá, để mình vào cái phần trang trí này. Các bạn ấn vào cái bộ sân vườn ở bên này. Trong cái bộ sân vườn nó sẽ có hình tròn và hình vuông, mình ấn vào cái hình hộp quà hình vuông này. Thì các bạn để ý nhá, thì tất cả những cái bộ trong này các bạn ấn chữ Y này, nó chữ Info đấy. Thì trong mỗi bộ như này chúng ta đều sẽ có những con hình icon nhân vật như là Noel, Bennett rồi là Deluxe, Diona ở đây. Thì khi mà các bạn đã tập hợp đủ những cái món đồ như thế này ở trên cái trong người của mình ấy thì nó sẽ cho chúng ta mang cái bộ này ra, nó sáng lên để mình có thể mang ra mình trang trí. Và khi các bạn đặt những con nhân vật như này vào trong đấy thì mình hoàn toàn mình sẽ nhận mình đều có thể nhận được 20 nguyên thạch mỗi nhân vật. Thế tức là một cái bộ này chúng ta sẽ kiếm được 80 nguyên thạch này. Cái bộ này có 3 nhân vật là 60 nguyên thạch này. Cái bộ này có 5 nhân vật là 100 nguyên thạch này. Đấy, bộ này cũng có 5 nhân vật là 100 nguyên thạch. Và các bạn ơi, ở những cái bộ này ấy, thì ví dụ như là Xiang Ling xuất hiện trong bộ này, thế nhưng mà cái bộ kia cũng có hình của Xiang Ling ấy, thì chúng ta sẽ nhận được tiếp 20 nguyên thạch nữa. Tức là nó sẽ kể cả bị trùng lặp thì chúng ta vẫn có thể nhận được nguyên thạch nhá. Không cần lo là mỗi một nhân vật chỉ nhận được có 20 nguyên thạch đâu. Thì trùng lặp chúng ta vẫn nhận được. Tôi ví dụ các bạn xem nhá. Ví dụ như là tôi đang có cái bộ đây, tôi đang có cái bộ này của Abedo này. Đâu nhỉ? Đây. Các bạn đã nhìn bộ này Abedo tôi vẫn chưa nhận được nguyên thạch này. Những cái nhận được rồi thì mình sẽ tích xanh ở đây, tức là mình nhận được rồi. Còn những cái mình chưa nhận thì nó sẽ xám như thế này. Và đây cái bộ này tôi chưa đủ. Đấy các bạn nhìn này, chưa đủ nên nó cứ xám xịt như này. Bây giờ tôi sẽ lấy cái bộ này ra nhá. Sau đó tôi đặt lại để cho anh em hình dung ra này. Đây cái bộ nó ở đây này. Đấy, tôi ấn vào đây, tôi chọn nó là bộ đã chọn. Đấy, thu hồi. Rồi nhá.
Thì anh em nhìn này, sau khi mà tôi thu hồi xong thì các bạn đều nhìn nó sáng lên này, nó sáng ngắt lên này. Và khi mà các bạn đã đủ đồ, tức là các bạn đủ đồ chế rồi đấy. Đấy anh em nhìn chưa? Cái phần dưới đã đủ hết đồ để mình chế cái bộ này. Các bạn lôi ra ngoài. Đó, đủ đồ lôi ra ngoài, mình đặt đây phát. Xác nhận này, rồi. Bây giờ các bạn sẽ ấn sang phần bạn đồng hành. Các bạn sẽ chọn nhân vật là Abido. Đây. Các bạn ném bất kỳ Abido, ném đâu cũng được, ném đâu cũng được thì tự động nó chui đây mà. Nên ném đây nhá, ném dưới đây nhá. Ấn xác nhận này, rồi ấn lưu. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ đi nhận nguyên thạch từ Abido. Chúng ta sẽ đến cái bộ đấy. Đấy, mình ném ở dưới kia nhưng mà Abido tự động biến ra đây. Nói chuyện Abido để nhận nguyên thạch này. Rồi. Khi mà các bạn nói chuyện xong nhá thì chúng ta nhận được 20 nguyên thạch. Được chưa? Thì Abido đây đã nhận được rồi nhá. Bây giờ nó sẽ biến mất đi, Abido không còn ở đây nữa. Đấy, Abido quay lại vị trí mà chúng ta đặt ở vừa nãy ở ngoài kia kìa. Bây giờ thì sau khi các bạn đã nhận xong nguyên thạch, nhận đủ nguyên thạch của cái bộ đấy xong nhá, thì chúng ta sẽ lại quay lại cái giao diện F7, chúng ta cất Abido đi, nghỉ ngơi này. Rồi, chúng ta sẽ ấn vào cái bộ này, ấn bộ đã chọn, ấn thu hồi. Rồi, thì sau khi mà các bạn ấn thu hồi xong nhá, thì cái bộ đấy nó sẽ mất đi. Và tất cả những nguyên liệu như thế nó sẽ dồn sang cái bộ khác. Đấy, ví dụ như nó lại kích hoạt cái bộ tiếp theo là cái bộ này này. Nó lại lên rồi, mình hoàn toàn có thể kéo cái bộ này ra ngoài. Đấy, để mình đặt vào đây. Thì cái này nó sẽ tiết kiệm cho các bạn là các bạn không nhất thiết là các bạn cứ phải là một bộ lại đặt ra thì đặt đấy mãi mãi. Không nhá, anh em chỉ cần là lấy đủ hết tất cả nhân vật đây, anh em thu hồi lại cũng được. Không cần phải là để đấy để mình giữ nguyên thạch đâu, không cần đâu các bạn. Mình có thể thu hồi để mình tận dụng tất cả những nguyên liệu chế ở dưới này để mình cho sang bộ khác. Đấy anh em nhìn này, tôi đều có thể cho sang cái bộ bên này nữa này. Đấy, thì đây là cái trick để các bạn farm. Bây giờ tôi sẽ tập hợp, tôi sẽ làm thử một lần nữa nhưng mà Abido như ở trong bộ trong nhà cho anh em xem nhá. Ok, bây giờ chúng ta đã vào trong nhà này và Abido thì chúng ta đã vừa mới ở bên ngoài xong đúng không? Thì bây giờ các bạn sẽ ấn F7 lên này. Các bạn sẽ đặt Abido ấn nó trong phần bạn đồng hành nhá. Các bạn lại kéo Abido ra ngoài, các bạn đặt đâu cũng được. Đấy, đặt đâu cũng được. Rồi ok nhá. Sau khi đặt xong các bạn ấn lưu này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến cái chỗ mà Abido có thể nhận được cái bộ đấy. Đầu tiên đó là các bạn nhìn trong giao diện F7 này. Bộ trong nhà tôi có một bộ nữa mà tôi chưa cho Abido nhận. Đó chính là cái bộ đây. Đâu? Bộ nào nhỉ? Bộ giả kim các bạn ạ. Từ từ xem bộ giả kim đâu nha. Đây chính là bộ này các bạn. Các bạn nhìn thấy Abido nó vẫn chưa tích sáng lên đâu. Tức là tôi vẫn có thể nhận 20 nguyên thạch từ bộ Abido như thế này. Thì bây giờ mình đặt Abido xong này, chúng ta ấn lưu xong, chúng ta sẽ đến với cả cái chỗ mà mình đặt cái bộ đấy. Thì các bạn đều nhìn thấy là cửa hàng, à đây là cái nhà hàng của tôi, nhưng mà thực tế trong này là cái phòng thí nghiệm nhá. Đấy, Abido đây. Đấy, thật giả lẫn lộn đúng không? Mình nói chuyện với Abido và nhận tiếp 20 nguyên thạch nữa này. Rồi, thấy chưa? Đấy là cái trick mà các bạn hoàn toàn có thể là farm nguyên thạch được. Và sau khi mình đã nhận Abido xong như thế này nhá. Đấy, mình các bạn hãy quay lại cái giao diện F7. Rồi, mình ấn cái chỗ đồ này, các bạn ấn vào bộ đã chọn này, ấn thu hồi. Đấy, được chưa? Thì tất cả những cái bộ, cái đồ đấy nó sẽ lại bắt đầu nó được xóa đi. Và chúng ta sẽ có cái nguyên liệu sẵn rồi. Bất kỳ nguyên liệu nào chúng ta có thể tận dụng được để mình chuyển sang cái bộ khác. Đó, sau đó mình đặt vào, mình lại tiếp tục mình chế tiếp. Đấy là cái trick để các bạn farm. Còn bây giờ tôi đặt đây cho đẹp nha. Chứ cất đi làm gì đúng không? Đấy, bây giờ tôi đặt lại đặt ra đây cho đẹp. Đó. Trên đây là chia sẻ của mình về ấm Trần Ca, một vài cái trick mới dành cho những bạn chưa biết, cũng như là chia sẻ kinh nghiệm farm nguyên thạch của cá nhân mình dành cho những bạn mới chơi. Chúc các bạn thành công này. Như thường lệ thôi, vì giải thuật của YouTube họ ưu tiên cho những video có nhiều like, nên nếu mà thích cái video này thì nhờ các bạn ấn thêm vào cái nút like cũng như đăng ký kênh để đón chờ những video thú vị khác của nhà Cú. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở trong những video tiếp theo. Bye bye cả nhà.